Đưa mèo ơi. Con mèo có gì tươi mới nữa đó. Tài ơi. Trời ơi. Tài ơi. Tài, tài. Giờ cho nó phải tấm hình cho nó bút cái này. Nó rồi. Bây giờ nó tan nó khác lên. Bây giờ nó tấm hình cho nó bút rồi. Chị mới cấp vào. Chị có đánh giá gì về chất lượng cuộc thi của các thí sinh năm nay? Các thí sinh năm nay rất là lồng lộn và bừa bãi. Đồ quăng tùm lum hết đó mấy chị. Chị có chọn cho mình một cái thí sinh nào mà bí mật chị có thể vote vào theo chị là sẽ có khả năng là tiềm năng đạt giải quán quân năm nay không? Quán quân hả? Dụng ném em đôi cuốc đi. Dạ, gì? Em không biết nữa. Em không biết nữa. Em nghĩ sẽ là Nục. Chứ là Á Hậu Mộ. Hoa Hậu thì tên gì? Hoa Hậu thì ngẫu nhiên thôi chị. Ngẫu nhiên. Rồi cảm ơn chị. Phỏng vấn khán giả hậu trường. Có dạ, ai quan tâm cô đơn một góc. Anh nghĩ ai sẽ là Hoa Hậu năm nay? Em không biết nhưng mà em không phải rồi đó mọi người. Rõ ràng cho một cái video đó đi. Dạ, hả? Em xin phép và được còn chọn Hoa Hậu Hoa. Ok. Rồi, anh này đi, anh ban giám khảo. Anh có đánh giá gì về chất lượng của các thí sinh năm nay? Tôi thấy thí sinh năm nay khá là đồng đều. Một số bạn có cá tính riêng, ví dụ như dấu dài, dấu ơ trước, dấu tóc trước. Để tôi coi bạn đi tới vòng máy. Anh có đánh giá gì về khả năng giả lộ của các thí sinh? Thấy các bạn giả cũng khá là giống. Hình như các bạn cũng có tiềm năng từ trong trứng nước không? Đúng rồi. Và tôi mong rằng tôi sẽ chọn ra được thí sinh nào mang được cái trái tim dũng mạnh nhất của mình. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Đưa cái cụ mày ơi. Kệ, có kêu mang, có lấy.